Hi, xin chào các bạn, mình là Tài Miễn Phí. Rất vui lại gặp được các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thì trong video này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái nội dung được dùng khá là nhiều trong cái việc soạn thảo văn bản Word. Đó là dùng cái thẻ tác trong cái văn bản Word. Hy vọng với kiến thức mình chia sẻ, nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Nếu các bạn thấy video của Tài Miễn Phí hữu ích, hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Nào, bắt đầu thôi. Ok, thì để sử dụng cái thẻ tác trong văn bản Word thì các bạn có các cơ bản sau đây. Cái bước đầu tiên là các bạn chọn cái vị trí cần gắn cái thẻ tác. Cái bước thứ hai là các bạn cài đặt cái thẻ tác đó. Và cái bước thứ ba đó là các bạn dùng thẻ tác trong lúc soạn thảo văn bản. Thì ngay bây giờ để hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ soạn thảo một cái đơn xin việc bằng cách sử dụng các thẻ tác. Thì cái đơn xin việc cái đầu tiên là gì ạ? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhưng mà các bạn bật lắp cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đấy, độc lập tự do hạnh phúc. Thì với cái nội dung này thì nó được cái này thì nó được cái trăng này, mình nhấn Ctrl U. Mình nhấn lại Ctrl U để cho nó hết cái trăng này. Sau đó các bạn bộ đen hai cái này thì nó được căn giữ, đúng không ạ? Vẫn căn giữ cho nó. Ok. Cái tiếp theo đó là gì ạ? Đơn xin việc, đúng không ạ? Đơn xin việc. Do này nó vẫn bị cái Ctrl U cho nó hết. Đấy. Bây giờ cái này qua cái cánh trái. Thì khi các bạn soạn một cái đơn xin việc thì các bạn sẽ gửi, và các bạn gửi cho ban giám đốc này, gửi cho cái trưởng phòng nhân sự này, đúng không ạ? Thì mình sẽ gọi là kính gửi. Thì tới đây thì các bạn xuất hiện cái trường hợp mà các bạn cần dùng cái thẻ tác rồi. Thường thì các bạn sẽ gọi thế này, các bạn nhỏ cách như này, ghi là kính gửi ban giám đốc chẳng hạn như vậy. Các bạn lại xuống và các bạn lại cắt thì nó rất tốn thời gian và nó không được đẹp, nó không được đàng hoàng. Thay vào đó thì mình sẽ gì ạ? Mình sẽ gửi một cái thẻ tác ngay tại vị trí này. Thì làm như vậy, các bạn gửi lên trên. Các bạn kết vào đây. Các bạn chỉ cần nhấn tắt. Ba. Dạ. Đọc. Hai chứ mà. Nếu các bạn xuống hàng, các bạn chỉ cần gõ tắt. Thì nó lại về đúng cái vị trí mà các bạn đã đặt thẻ tác. Nha. Trưởng phòng nhân sự chẳng hạn. Nhân sự. Hai đúng không ạ? Thì có trường hợp là cái kiến thức này nó không hiển thị, thì để cho cái thứ này hiển thị các bạn nhấn vào chữ view này, các bạn chọn một chữ ruler này. Đấy, thì cái thứ nó sẽ hiển thị. Thì bây giờ mình muốn cái thẻ tác này nó có xuất hiện cái dấu chấm, nó kéo dài từ đây, nó cua tới bên này, thì các bạn sẽ, thì bây giờ mình muốn cái dấu chấm như thế này nó xuất hiện từ đây mà nó kéo dài tới đây, thì các bạn sẽ đặt một thẻ tác ở đây. Thì để các bạn cũng lần tự kết vào đây chẳng hạn như vậy, thì cái thẻ tác này nó ở bên trái như thế này. Sau đó thì các bạn thiết lập cho cái thẻ tác này, các bạn cái đúp trục của thẻ tác. Thì đây là cái thẻ tác nằm ở vị trí là 15,25 cm, mình chọn của nó. Các bạn chọn cái đường hiển thị chỉ này, nông là không gì cả. Hoặc là các bạn chọn cái dấu chấm này, các bạn kết vị dấu chấm. Các bạn nhấn xếp, nhấn OK. Đấy. Và khi các bạn nhấn tắt một cái thì nó sẽ hiện thế này. Thì tương tự thì các bạn xuống cửa hàng ghi là sinh ngày. Sinh ngày. Đấy, nhấn dấu chấm. Các bạn chỉ cần nhấn tắt một cái thì nó lại xuất hiện như thế này. Và cái nội dung tiếp theo đó là cái số chứng minh nhân dân, đúng không ạ? Số chứng minh nhân dân thì các bạn nhấn tắt nó sẽ ra như thế này, nhưng bây giờ mình muốn ở giữa này nó có chữ là ngày cấp, đúng không ạ? Thì số chứng minh nó có ngày cấp, bây giờ mình muốn chữ nó tồn tại đây thì các bạn lại lên trên này và gắn một cái thẻ tác nữa chẳng hạn như đây. Thì bây giờ mình không muốn nó được cạnh trái như thế này nè, mà mình muốn cái chữ đó nó được canh giữa, là nó nằm giữa khung này, thì mình sẽ kích thích vào cái con thẻ tác này. Sau đó mình chọn cái thẻ tác đấy là cái tính thứ tây, đúng không ạ? Sau đó mình nhấn vào đây là center. Thì ở đây có left này bên trái này, center là giữa này, và right là phía bên phải này. Thì nhấn vào center để chọn cái tính ở giữa. Sau đó mình nhấn cái này vì nó cũng có dấu chấm mà. Mình set nhấn OK. Thì chẳng hạn như vậy mình nhấn tắt thì nó ở đây. Và mình gõ là gì ạ? Ngày cấp. Thì các bạn thấy nó được cạnh giữa, đúng không ạ? Các bạn chỉ cần nhấn tắt cái nữa. Đấy, thì nó ra. Thì giả sử mình đã gõ xong các nội dung của cái việc đơn xin việc này. Thì bây giờ mình muốn dưới dòng này nó có gì ạ? Nó có cái ngày tháng năm. Và cái thứ hai là người viết đơn và ký tay như này.
Thì để làm như vậy thì mình sẽ enter nhé. Thì để làm như vậy các bạn cũng chọn một thử thách ngay tại đây. Mình sẽ xóa những cái thử thách không cần thiết, mình kéo xuống. Đấy, mình muốn chọn cái khu vực này, muốn nó được canh giữ tại khu vực này thì mình chọn ở đây. Thì mình biến nó thành một cái thử thách ở giữa. Đúng không ạ? Thử thách ở giữa. Chọn ở đây, nhấn center. Thì cái này nó nông thì nó đúng hơn, nhấn set, nhấn ok. Thì chỉ cần các bạn gõ tab một cái cho mình. Đấy, bây giờ các bạn ghi là chấm chấm này. Phải đúng không? Này này. Chấm chấm này. Tháng này. Chấm chấm này. Năm. Đấy, đúng không ạ? Chấm chấm. Đấy, tiếp theo là gì ạ? Nhấn thử tắt cái này à, ký tên. Ký. Ghi. Rõ. Họ. Tên. Ok, thì thông qua cái việc soạn thảo một cái đơn xin việc bằng cách để dùng cái thẻ tắt thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách dùng thẻ tắt trong vòng cuộc là như thế nào. Hy vọng các bạn thực hiện thành công. Ngoài ra, nếu các bạn muốn xem thêm các video về cuộc và cách sử dụng cuộc từ A đến Z thì các bạn cũng có thể truy cập kênh tại VV của mình. Thì trong mục danh sách phát, các bạn tìm đến cái mục đó là học cuộc cơ bản online, cách sử dụng cuộc từ A đến Z. Thì trong cái danh sách phát này, nó sẽ gồm các nội dung về cuộc mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Hy vọng các bạn cảm thấy thích cái video của tạm phí. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.